4 xin mời em 2017. Và không có bộ não người với tính cách của cơ quan vật chất của ý thức thì sẽ không có ý thức. Bộ não người với sự tác động thế giới khách quan của bộ não người và nguồn gốc tự nhiên của tài năng. Ủa mà câu hỏi là gì vậy? Cái cột của chủ đề của Talent Show năm nay chính là một kích thích của Joseph và các bạn.
bạn học được. Bối cảnh của vở kịch là những năm 90 và 2000. Trước mỗi tiết mục, các đội sẽ cho chiếu một cái clip ngắn giới thiệu về đội của mình. Các ý kiến như sau xin bốn vị giám khảo lưu ý: điểm dành cho clip ngắn, điểm sáng tạo, điểm nội dung, điểm đồng đội và điểm thời gian. Một tiết mục phải bao gồm từ 10 đến 12 phút. Để bắt đầu cuộc thi, xin phép được giới thiệu đến từng nhóm. Các bạn thân mến, các trưởng nhóm phải tham gia hôm nay phải là những tinh hoa trong những tinh hoa, tài năng trong các tài năng được chọn lựa sàng lọc kỹ càng và xét trên chuẩn mực thi khoa học để đảm bảo sự hoàn chỉnh của talent show 2017. Đầu tiên xin được giới thiệu đến nhóm một các trưởng nhóm có tên đại diện nhân hay là cụ thể hơn là Lâm Xã Học. Chị ấy là một tài năng có tiếng nói đầy trọng lượng cùng những đóng góp đầy nặng ký cho sự thành công của kỳ giải này. Xin mời chị lên. Nhóm được mệnh danh bậc tuyến thời đại với mái tóc đen thui lùi, da trắng bệt như tuyết, môi đỏ lè, nó anh nói nhỏ nhẹ tựa long hồng. Xin mời chị Bội Ngọc. Và tiếp đến xin giới thiệu một nhân vật xét về phương diện dream thông học hay nói nôm na là nhiều chuyện học á, thì anh ấy là một tài năng với mức độ phục sống tràn ngập các phương tiện truyền thông. Xin giới thiệu đó là phương thức phản xử sự. Quán cô xe